Thế ông bà cô chú thấy không? Đây, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đây. Đó, hai bạn của em mề đang đứng ở cạnh cửa để dọa em mề này. Em mề thì đi đón bạn. Nhưng mà chưa đến đủ nhá cả nhà. Đó. Em mẹ con nói công việc làm sao nhỉ? Đó. Thế còn đếm từ 1 20 cho mẹ xem nào. Nhanh lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20. No, 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 pas jusqu'à 20. 20, nhanh lên. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba mười bốn mười năm mười sáu mười bảy mười tám mười chín. Nhà nhà nhiều ma nhiều quỷ quá ông bà cô chú ơi. Lui ơi Lui 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 con nói sao nhỉ? Super. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. À, tối nay em mề xin ba mẹ tổ chức Halloween cùng với các bạn. Vì đúng ngày Halloween ấy thì có nhiều bạn phải vắng mặt đó, không có thể tổ chức được với nhau. Nên em mề xin mẹ vào cuối tuần này. Hôm nay đó thì các bạn của con tới, mỗi bạn cùng mang một thứ tới, người thì mang kẹo, người thì mang sô cô la, người thì mang cái quả bí ngô tới. Con rất là vui. Mai đang dọa mấy người bạn của em mê đó. Tại vì Mai thấy thì có một bạn gái mà có những hai bạn trai. Thì Mai hỏi trong hai cái bạn trai này đó, ai là người yêu của em mê thì hai đứa nó cứ dìm cho nhau á. À, Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Tối nay đấy thì là cái tuần cuối cùng em mề tổ chức Halloween cùng với bạn bè ở lớp cả nhà nhé. Đó, nhà cửa em mề trang trí này. Đó, thì hiện tại đó em mề không có muốn vợ chồng Mai ở nhà, em mề muốn là dành một buổi tối riêng tư với các bạn. Bây giờ thì vẫn còn nhiều người bạn của em mề chưa có tới, vì là các bạn phải chơi bóng ném đó. Đó thì là vẫn chưa tới được, mà không biết là tối nay đấy vợ chồng Mai có chỗ nào để ăn không, vì không có dự định đi ăn nhà hàng đó, và Mai sợ là mình không đặt trước ấy thì là mình không có cơ hội ăn, vì tối nay tối thứ bảy rất là khó khăn khi mà mình đặt nhà hàng ăn, còn trừ buffet thì không sao, nhưng cơ mà nếu đó mà mình đi ăn một nhà hàng gọi là ngon ngon một chút thì Mai sợ rằng là mình không có cơ hội để ăn, vì bây giờ Keller Martinez 18h58. À, bây giờ chưa có 7 giờ tối. Vì Mai sợ là bây giờ mà đã đến 8 giờ tối rồi mà mình chưa có đi ăn, là đi giờ 8 giờ tối mà mình chưa có đặt nhà hàng, mình chưa có đi là không có ai tiếp đón mình đâu rồi. Chắc là tối nay hai vợ chồng Mai lang thang ngoài phố quá. Ok, thì Mai cho cả nhà xem một chút về không gian em mê chuẩn bị đón bạn tối nay như thế nào nhé. Đó, em mề trang trí này, nhà thì không khác gì cái mạng nhện đấy, ông bà cô chú thấy không, thấy mạng nhện đâu đâu cũng thấy. Chị đi kiếng con không nói gì em mề. Moi je dis que la vie elle est trop courte pour être petite. Ah bon? Bah si, la vie elle est trop courte pour être petite, excuse-moi. Hein? Profitez de la vie, Jean. Oh là là. Le best rapper français. Ông bảo cô chú thấy em mê nói gì không? Em mê bảo Mai bảo em mê là con hãy nói một vài từ đi. Em mê bảo chứ cuộc sống rất là ngắn ngủi nên là mình phải hưởng thụ từng cái giây phút nhỏ nhất có thể đó. Nghĩa là mọi người hãy hưởng thụ những cái gì mình đã có. Đó, em mê thì là con thì suốt ngày nói là con chỉ có một đời để sống thôi, nên là con không bao giờ con nghĩ là con sẽ ăn kiêng, và con sẽ được ăn tất cả món gì con yêu thích. Mẹ phải lên nhớ rằng là
sống để ăn chứ không phải là ăn để sống. Ăn ở cả nhà thế em mới trang trí không? Sợ qua nhà mà nghiện mà nhiếc là con để khắp nơi. Đây, ở đây là có hai con ma nữa. Đó, đấy em mê đấy, em mê trang trí đấy. Đó, nhà của Mai bây giờ không khác gì cái nhà mà nhện cả. Ok, bây giờ thì em mê sẽ cùng các bạn sẽ nhảy tặng ông bà cô chú một điệu nhảy. Em mê con nói sao nhỉ? Con chào ông bà cô chú, con nhớ ông bà cô chú. Bây giờ con nhảy, bây giờ con nhảy tặng ông bà cô chú. Bây giờ con nhảy tặng ông bà cô chú. Ồ, bây giờ con nhảy tặng ông bà cô chú. Ok, c'est parti. Ủa là la, em mê đang khoe với bạn bè, với bạn là mẹ có lút bạc á. Đó, thấy con này cũng vui hơn mẹ. Đó, đây là em bé chuẩn bị tối nay cho tất cả bạn bè đấy. Đây, đó, sô cô la của bạn năm tới này. À, đây là macaron. Bông bông. Và chút nữa thì các con ăn pizza. Đây là bốn cái bánh pizza cho các con tối nay đó. Wow. Anh không, rất là voilà. Cả nhà thấy không? Maquillage nào. Wow wow wow. Thầy già gì đâu. Nó trang điểm mà nó hóa trang mà nhìn như là đeo mặt lạ. D'abord je pense que tu fais un masque, mais non, c'est Non non, c'est du maquillage. Oui oui, c'est ça. Et ça ressemble bien à la réalité. Mais oui. Mais la tête déjà moche, j'ai pas trop besoin de faire mettre un masque par-dessus. Oui, mais c'est bien mon cœur. D'abord quand tu arrives, je pense que c'est le masque. Thôi bây giờ thì hai vợ chồng Mai đi ăn để cho bọn trẻ con được ở nhà thoải mái tự nhiên. Bây giờ thì hai vợ chồng em phải rời khỏi nhà để nhường chỗ cho các con. Ê, là Giang Phong. Em mê đang học tiếng Anh nên con rất thích nói tiếng Anh cho mọi người hiểu, nhưng mà tiếng Anh của con chưa được tốt lắm. Ý của con muốn nói là hôm nay là ngày bữa tiệc Halloween của các con, nên con muốn được ở nhà với bạn bè. Thì con sẽ kêu ba mẹ ra ngoài ăn tối, thì con sẽ là người trả tiền cho ba mẹ để cho cái bữa tối này con được thoải mái với bạn con. Tonight is my Halloween party. No, Halloween party. So I would like my parents go out for dinner. Dinner. I will pay. I will pay for them. I pay for them. Yes. Because he go to the dinner. Yes. For the night. Yes. Because my parents. Today I organize one. Party Halloween. Ouais, cool. Cool. Bye bye. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Chị thì thể hiện nói tiếng Anh. Thể hiện nói tiếng Anh với cả bạn bè của chị. Thôi bây giờ gia đình nhà Mai vợ chồng Mai đi ăn tối. Hôm nào vợ chồng Mai vừa tới ngôi làng tình yêu Santa Mu.
thì vợ chồng Mai lựa chọn nhà hàng Josephine. Ils sont fermés? Oui, c'est fermé. Soir, sinon. Mais aujourd'hui, samedi soir? Oui, mais alors c'est peut-être que les... là, c'est fermé. Là. Ah? À, anh ấy bảo là mở từ thứ ba đến thứ bảy trưa và tối nhưng mà bây giờ nó đóng cửa. Anh gạ Mai là đi vào nhà hàng lớn là nhà hàng on va au grand restaurant. Oui, on, nhà hàng Cato Fevien là nhà hàng 2 sao cả nhà. Vào đây ấy là ăn một bữa là phải 150 đấy nhưng mà Mai không dám vào. Ông xã Mai thì thích lắm. Bây giờ gia đình Mai, hai vợ chồng Mai lại kiếm cho ăn khác thì đã vừa rời khỏi nhà hàng ở ngôi làng tình yêu đây, Josephine. Ông xã thì đòi ăn ở nhà hàng lớn nhưng mà Mai bảo thôi, trời ơi, ăn nhà hàng lớn mà tiếc tiền lắm. Nó phải vào cái dịp gì cơ, giống như kỷ niệm ngày cưới hay là ngày lễ tình yêu ấy. Bây giờ tự nhiên ngày thường con mình dành buổi tối cho con mình, hai vợ chồng ra ngoài ăn lại đi ăn nhà hàng lớn thì nó không hợp. Bây giờ thì hai vợ chồng Mai sẽ ăn ở nhà hàng Restaurant The Cook. Nhà hàng này thì rất là nổi tiếng tại vì bà chủ này đó, nhà hàng này đó là chef nhà hàng một sao nhá. Nhưng mà cô ấy ly dị chồng, sau đó là cô mua cái nhà hàng này rất là ngon mà dạ Mai ăn rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà người ta theo như kiểu là brasserie đó nên cái chỗ ngồi bên trong hơi bị chật. Mai không có đặt trước nhưng mà không biết là mình có cơ hội để vào ăn hay không. Ok, bây giờ thì Mai sẽ vào, chút nữa Mai sẽ review một chút về ẩm thực ở đây và giá cả ở đây nhá. Rất hợp lý và rất là ngon. Theo chân ông xã đi vào. Ở đây họ có cái code bar như này đấy, để mình có thể là scan xong bắt đầu mình xem cái menu là như thế nào nhé. Ở đây thì menu rẻ nhất là 36 euro. Ông xã thì đang xem menu. Cái bar ở đây Mai rất là thích. Ông xã Mai thì chọn ăn món là foie gras poêlé với lại cái sốt bò chô đó. Okay. Còn đâu là Mai là chọn cái món ốc sen đó, chỉ có 8 con ốc sen nhỏ xíu thế này thôi, rất là ngon, ốc sen bơ béc xìa đó. Và cái món chính á là Mai chọn món gà sốt écovite. Mai ăn giống nhau. Hai vợ chồng Mai chọn giống nhau nhưng mà hai vị thì khác nhau. Món menu của anh Si thì mắc hơn menu của Mai. Đó thì cái món extreme de poulet với lại sốt the covid là cái con tôm ấy cả nhà, hay con tôm đất đó. Đó, nó rất là chắc thịt và ngon, rất là thơm. Mai rất thích ở đây ấy, là họ làm đồ ăn bao giờ cũng có rau củ tươi, rất là ngon. Bất cứ món gì đó họ cũng vẫn cho rau củ tươi vào. Vì bà chủ ở đây đấy là rất thích nấu ăn với lại rau củ mà mua được ở chợ trời đó, và rau củ theo mùa. Ông xã đang giới thiệu là Mai ngày xưa làm với lại chủ cũ ở đây. Đây là tát de citron, nghĩa là Mai cực kỳ yêu thích cả nhà. Wow. Ông xã cười tươi chưa? Allez, bon appétit, chef. Đây là tát de citron đó, gọi là cái bánh vị chanh ấy, mà Mai chưa ăn ở đâu mà cảm thấy ngon hơn ở đây cả. Tại vì đây là cái món tráng miệng của con trai của bà chủ ở đây làm, mà con trai bà chủ làm ở khách sạn Saint George rất nổi tiếng ở Paris, và có nhà hàng một sao hai sao ở đó đó. Thì cái món này lần đầu tiên Mai ăn là Mai đã mê luôn rồi. Vừa ăn xong cả nhà, vui ơi là vui. Lại có chuyện để kể. Bà chủ đấy thì đã được nghe tên của Mai đó, nói như thế thì có vẻ là cao sang quá, nhưng mà tại vì ngày xưa Mai làm việc với lại chủ cũ của cái làm việc với chủ cũ mà người bán cho bà ấy, nên là người cũ người ta nói với bà ấy là hôm nay bà nói chuyện với Mai rất là nhiều, bà rất là vui vì là bà được nghe
mà chủ cũ nói lại với bà về Mai đó. Nên là bà ấy mời Mai là nếu mà Mai có thể thì Mai đến làm cho bà ấy. Nhưng mà Mai cũng nói là bây giờ Mai làm riêng rồi, Mai không thể đó. Nhưng mà nếu mà Mai tới, Mai có thể Mai học nghề được thì Mai rất là vui. Ok, vừa hai vợ chồng vừa ăn xong. Bye bye. Bữa tối rất là ngon, rất là tuyệt vời cả nhà. Bây giờ thì hai vợ chồng phải về nhà vì là bọn trẻ con ở nhà không biết là như nào đấy. Nhà hàng này thì có một ngày Mai sẽ tới Mai review. Cực kỳ ngon cả nhà, ngon và với cái giá rất là hợp lý. Ok, bây giờ thì hai vợ chồng phải về nhà xem là bọn trẻ như thế nào, có quậy tung hết nhà hay không. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye. À, tăng chưa kia. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Oh, moi, je vais regarder un film de rêve. À bon? Oui. Oh là là, cái nhà của nhà này. Oh là là, pizza pas fini? Non, la vie. Đây, 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 sau khi đi ăn về đây. À, để ra chú làm về visa? Oui. Oui, oui.